Xin chào các bạn, mình đến từ Cellphone S. Hôm nay mình sẽ làm bài review chi tiết về chiếc Oppo Fairway. Fairway nằm trong phân khúc smartphone tầm trung, cạnh tranh với khá nhiều các smartphone khác như là Sony Xperia P, Optimus L7 của LG, Galaxy Mini S3 từ Samsung. Liệu chiếc điện thoại này có gì khác biệt so với những chiếc điện thoại khác? Giá được trên thị trường là 7 triệu đồng, sở hữu những trang bị tốt trong tầm giá như màn hình QHD 4,5 inch, chạy Android 4.1 Jelly Bean, cấu hình lõi kép và RAM 1GB. Oppo Fairway đang rất được mong đợi sẽ đem lại thành công cho hãng khi khách hàng mục tiêu của họ là phái nữ và cả những bạn nam cá tính. Về thiết kế thì khi cầm trên tay chiếc máy này, điều đầu tiên mình cảm thấy đó là cái cảm giác rất là thoải mái. Với thiết kế nguyên khối cùng với những cái đường cong mềm mại, duyên dáng, nó sẽ tạo nên một cái sự nữ tính và thanh lịch. Hiện nay trên thị trường chỉ có duy nhất một màu, đó là màu trắng, trắng tinh khôi. Thường thì các bạn gái rất thích sử dụng điện thoại màu trắng. Đây quả là điều khá là tâm lý khi nhắm vào phái đẹp của Oppo. Các bạn có thể thấy máy không quá dày, đằng sau thân máy là lớp vỏ nhựa mềm mịn trơn tru, có camera sau 8 megapixel. Tuy nhiên thì ở nút khởi động máy thì các bạn sẽ phải bấm mạnh mới có thể khởi động được máy lên. Màn hình của máy rộng 4,5 inch có độ phân giải QHD, chính vì thế nó sẽ không có mật độ điểm ảnh cao. Nhưng hình ảnh hiển thị trên máy vẫn khá đẹp, màu sắc rực rỡ. Hiển thị tốt ở môi trường có ánh sáng trực tiếp như khi bạn ra ngoài trời. Các dòng chữ hình ảnh vẫn dễ dàng thấy được. Mặt trước của chiếc smartphone này là camera 5.0 megapixel, mà mình cảm ứng khá nhạy, tạo cảm giác rất là trơn mượt và thật sự là mình cảm thấy rất thích. Sử dụng Android 4.1 nhưng khoác lên mình giao diện riêng đã tùy biến của hãng Oppo. Với thói quen hay thay đổi hình nền và chủ đề, hay nói cách khác là các bạn gái thường rất là hay trang trí lại cho giao diện chiếc smartphone của mình. Cho nên là hãng cũng được trang bị những cái hình nền và chủ đề rất là đẹp mắt. Các bạn nữ có thể thay đổi chúng tùy theo những cái tâm trạng của mình, mà có thể sử dụng những cái hình nền và cái chủ đề khác nhau. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là camera trước của nó lại đem đến một điều kỳ diệu mà không phải smartphone nào cũng có được. Đó là camera trước 5.0 megapixel. Khi sử dụng camera này, các bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu công nghệ mà không cần phải qua Photoshop quá nhiều. Chúng ta sẽ cùng thử các cái chế độ chụp ở đây xem có điều gì thú vị nhé. Bên trái này là chế độ Rewind. Ở chế độ này cho phép bạn chụp nhiều shot ảnh liên tiếp, sau đó sẽ chọn ra được một bức hình mà bạn cảm thấy là đẹp nhất. Như vậy là ở cái chế độ này thì các bạn có thể tạo ra những cái bức hình ưng ý. Ví dụ các bạn có thể tạo những khuôn mặt ngộ nghĩnh tùy theo cái cách mà bạn muốn. Ở giữa là chế độ chụp Beauty Plus. Bạn có thể tạo nên những cái shot ảnh vô cùng đẹp và ảo. Do nó được trang bị hiệu ứng chụp ảnh tự động, làm mịn da, tự làm thon gọn khuôn mặt, mắt to tròn. Và đây sẽ là cái hiệu ứng nó thật sự làm đẹp lòng phái nữ, và đặc biệt là các bạn nam cá tính, hay là thậm chí những bạn nào có khả năng chụp hình tự sướng. Bên phải là chế độ chụp normal, chụp ảnh bình thường. Khi chụp vào chế độ này, các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt hoàn toàn so với chế độ Beauty Plus. Đó là hình ảnh sẽ không được mịn và nó sẽ hiện lên những cái khiếm khuyết trên khuôn mặt của người sử dụng. Và đương nhiên khi mà mình chụp tự sướng ấy, thì mình sẽ luôn chọn cái chế độ chụp Beauty Plus bởi vì nó thực sự quá đẹp. Vậy không cần Photoshop hay là sử dụng các cái ứng dụng chỉnh sửa trên điện thoại, bạn vẫn có được những cái shot ảnh tự sướng đẹp mê ly. Về quay phim thì máy có khả năng quay HD. Ở đây là phím chụp ảnh và phím quay phim. Có lẽ đầu tư phần lớn vào camera và cũng chỉ hướng đối tượng là những người thích tự sướng, nên hãng Oppo không quá quan trọng với việc xử lý cấu hình của máy. Sử dụng chip lõi kép MediaTek và RAM 1GB. Với nhu cầu chơi các game nhẹ như là Fruit Ninja hay là Cooking Mama thì đây có lẽ không thành vấn đề, bởi vì là máy xử lý rất là mượt và trơn tru. Tuy nhiên là khi chơi game ý, các bạn nam mà muốn chơi những cái game nặng như là đua xe 3D thì cần phải cân nhắc thêm một chút nữa. Khi chơi game các bạn sẽ cần phải chú ý vì máy có các cái phím cảm ứng ở trên màn hình, nên khi chơi tay các bạn chạm phải những cái nút như là nút thoát và nút home thì đương nhiên là game sẽ bị dừng lại. Oppo Fairway cũng không có thời gian sử dụng pin quá ấn tượng. Bình thường nếu mình sạc đầy vào buổi sáng thì tới trưa của ngày thứ hai mới cần sạc tiếp. Như vậy là với nhu cầu sử dụng điện thoại bình thường thì mình thấy là pin sử dụng như này là khá ổn. Điểm yếu của Fairway có lẽ là việc không cho phép mở rộng bằng thẻ nhớ ngoài, mà chúng ta chỉ có khoảng 14GB bộ nhớ trong. Vì thế với một số người thì có lẽ không đủ để cho các bạn chứa hết các phim ảnh và những cái video mà các bạn cần lưu lại ở bên trong máy. Cá nhân mình có lẽ sẽ mua nó, bởi vì với mức giá và những tính năng như trên
thì con gái như mình sử dụng là quá ổn. Mình nghĩ đây cũng là một món quà hết sức thú vị và ấn tượng để các bạn nam mua tặng các bạn gái của mình. Hai các bạn gái có thể mua tặng các bạn nam và thậm chí là các bạn nam cá tính có thể tặng cho nhau, rất là phù hợp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài review chiếc Oppo Fairway. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.